Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô bác một món ăn ngọt rất là ngon luôn, làm từ cơm nguội, đó chính là cốm. Đây là những miếng cốm em vừa làm xong nè. Nó rất là giòn và có màu đẹp luôn nữa. Cách làm rất là đơn giản, phần cơm thừa mà quý cô bác ăn còn chúng ta có thể mang đi phơi khô. Cơm sau khi phơi khô chúng ta có thể đem làm cơm cháy chà bông, cơm chiên hoặc là làm cốm như thế này ăn cũng rất là ngon. Cốm sau khi hoàn thành có màu vàng đẹp, ăn vào thì giòn giòn, thơm mè và vị thì ngọt ngọt nữa. Món này rất là ngon luôn á. Quý cô bác đang xem video nếu thấy thích món cốm làm từ cơm nguội mà em làm thì xin mời vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Nguyên liệu rất là đơn giản ha. Ở đây em có 150g cơm khô. Cơm khô thì quý cô bác sử dụng cơm thừa, mình rửa sạch với nước muối, mang đi phơi khô khoảng 1 đến 2 nắng thì sẽ có được phần cơm khô như thế này. Nguyên liệu tiếp theo để giúp cho cốm thơm ngon đó chính là mè rang. Và đây em sử dụng là 50g. Quý cô bác có thể thay thế mè rang bằng đậu phộng rang cũng được. Và đây em sử dụng là 80g đường. Quý cô bác thích ăn ngọt hay lạc, mình có thể tăng hoặc là gia giảm cái lượng đường này nha. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là dầu ăn. Và chúng ta cần một quả chanh để chút xíu chúng ta vắt lấy nước cốt. Và cần có một xíu muối nữa nha. Rồi, nguyên liệu đơn giản như vậy thôi, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nè. Đầu tiên thì quý cô bác chuẩn bị một chảo dầu. Đợi khi nào dầu nóng già thì chúng ta sẽ cho cơm vào và chúng ta chiên. Lúc chiên thì quý cô bác lưu ý một điều là dầu phải thật nóng nha, để cho hạt cơm nó giòn tan. Nếu mà dầu không được nóng thì hạt cơm nó sẽ bị chai lại, nó không giòn nữa. Lúc đó hạt cơm nó sẽ rất là cứng và mình làm cốm nó sẽ không ngon. Nếu quý cô bác không có thích dầu mỡ như thế này thì mình cho lên chảo mình rang cũng được. Và rang thì cần phải đảo cho thật là đều tay, đảo đến khi nào mà thấy phần cơm bong ra là được. Phần cơm em vừa chiên xong nè, nó bong rất là ngon luôn á. Và bây giờ thì chiên tiếp tục cho hết phần cơm còn lại thôi. Cơm nguội sau khi ăn còn thì quý cô bác có thể mang đi phơi nắng. Mình ép thành từng miếng mình phơi để làm cơm cháy cũng rất là ngon. Hoặc là quý cô bác phơi khô, sau đó mình mang đi rang và đem đi nấu cháo cũng rất là ngon. Nấu cháo chay từ cơm rang sẽ rất là ngon luôn á. Phần cháo nó không có bị nhựa nè và cháo nó có mùi thơm nữa. Nói chung là cơm thừa quý cô bác có thể tận dụng để làm những món ăn khác cũng rất là ngon. Đây là phần cơm khô mà sau khi em đã chiên xong rồi nè. Bây giờ nó đã bong ra thành cốm rồi. Hạt cơm rất là giòn và xốp nữa, không hề bị cứng luôn nha. Ăn rất là mềm, giòn tan luôn á. Bây giờ thì bắt đầu đi làm cốm thôi. Cho vào chảo chống dính khoảng 100ml nước. Tiếp theo là cho hết đường vào và 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu cái hỗn hợp này cho nó tan đều ra nha. Và đợi khi nào nó sệt lại thì chúng ta sẽ dùng làm cốm. Muốn cốm có vị đậm đà thì quý cô bác nêm vào đây cho em một chút xíu muối nha. Cho vào đây khoảng 1/4 muỗng cà phê muối. Lúc nào cũng vậy, cho vào một chút xíu muối thì có vị đậm đà ngon hơn. Phần nước cốt chanh sẽ giúp cho đường khi quý cô bác thắng nó không có bị lại đường. Nó không có bị cô đặc á. Nó sệt nhưng mà nó không có bị cứng. Nhìn cái chảo đường này tự nhiên cái thèm món chuối ngào đường á quý cô bác. Ngon ghê ha. Cái này mà có một ít chuối mà chuối sim. Nó hơi vừa mà vừa chín tới chứ nó không có chín nhiều quá. Nó còn độ sống á. Mình cho vào đây mình ngào một chút xíu. Nó sẽ lên màu đỏ. Trời nó ngon hết sảy luôn. Với lại đường này mà ngào với khoai lang cũng rất là ngon. Quý cô bác có ăn khoai lang ngào đường chưa? Khoai lang mình mang đi chiên sơ nè, sau đó mình để vào đường và mình ngào lại. Ăn ngon lắm luôn á. Nhà thì ba em rất là thích ăn món ăn ngọt luôn, như là chè nè, hoặc là các món bánh ngọt. Cốm này dùng để uống trà cũng rất là ngon luôn á. Đây em làm đĩa cốm này sẽ đem cho ba uống trà.
Quý cô bác sơn đường thì kiểm tra nha, đến khi nào mà đường nó có độ sệt sệt lại thì chúng ta sẽ cho cốm vào và chúng ta đảo đều. Phần đường nó đã sệt lại rồi nè quý cô bác. Và em sơn nãy giờ khoảng 25 phút đó. Bây giờ em sẽ cho cốm vào nha. Vừa cho cốm vào, quý cô bác vừa đảo đều như thế này. Phần đường này nó sẽ giúp cho cốm kết dính lại. Wow, nhìn ngon quá à, cái mùi thơm ghê luôn á. Cái này mà rắc thêm đậu phộng rang, mè rang nữa là hết sảy. Từ cơm nguội phơi khô mà quý cô bác cũng làm được một món ngon hấp dẫn rồi đó thấy chưa. Làm rất là dễ phải không? Thêm một bình trà ấm nữa và thêm một miếng cốm như thế này. Trời, ta nói ăn là quên trời đất luôn á. Em đảo đều phần cốm như thế này là đã được rồi nè. Cốm nó đã rút khô hết phần nước đường rồi. Bây giờ thì đi chuẩn bị một cái khuôn. Khuôn thì quý cô bác sử dụng khuôn mũ cho nó mềm chút xíu, mình lấy phần cốm ra cho nó dễ nha. Bắt đầu rắc mè rang ở một lớp bên dưới nè. Rắc cho thật là đều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho cốm vào nha. Máy quay nó lại không lấy nét nữa rồi. Không biết quý cô bác xem có được rõ không. Sau khi cho cốm vào hết trong khuôn thì quý cô bác cần phải ấn cho thật là chặt nha, để phần cốm dính chắc chắn hơn. Ấn chặt xong thì quý cô bác cứ để nguội cái phần cốm này. Cho thật là nguội thì chúng ta cho ra khỏi khuôn, cắt thành những miếng vừa ăn nữa là xong. Sau một giờ em để thì phần cốm bây giờ nó đã nguội hoàn toàn rồi. Bây giờ em sẽ trút ra khỏi khuôn nha. Phần cốm dính rất là chắc chắn luôn. Wow, ngon ghê luôn á quý cô bác ơi. Bây giờ em sẽ cắt cốm thành những miếng nhỏ nha. Ở bên giữa phần cốm rất là bông và miếng cốm rất là ngon luôn á. Tiếp tục cắt thành những miếng nhỏ thôi. Quý cô bác thấy nó giòn tan không? Nhìn miếng cốm gần nè. Chàng ơi, ngon hết sảy luôn quý cô bác ơi. Rất là hấp dẫn luôn á. Món này mà nhâm nhi với trà là còn gì bằng. Cốm sau khi hoàn thành thì quý cô bác để được rất là lâu nè. Để giữ được độ giòn thì quý cô bác cho vào trong hộp, mình đậy nắp kín lại. Và quý cô bác để ở ngoài cũng được, hoặc là cho vào ngăn mát tủ lạnh cũng được. Khi nào cần ăn thì chúng ta mang ra ăn thôi. Và muốn ngon hơn thì chúng ta ăn cùng với một bình trà nóng, nhâm nhi một ít trà nè, ăn một miếng cốm, ngon hết sảy luôn.
Em xin chúc quý cô bác có những bữa cơm chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ thì video của em cũng xin kết thúc tại đây thôi. Chân thành cảm ơn quý cô bác nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác, nếu yêu quý em xin hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo mà em đăng lên nha. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!